Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đồng đạo và làm trên kỳ Zip và cũng như anh em server các cụm của Zip. Và hôm nay thì Khải sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải game với lại cài đặt game của server Tung Sơn sắp ra mắt. Anh em cùng có thể xem qua thông tin server. Đây là thông tin server của Đại Tung Sơn sắp sửa ra mắt vào 19 giờ tối nay. Thì đây là video hướng dẫn và cách cài đặt game cho anh em. Đây, anh em cùng xem sơ qua, đó là mấy chủ mới Đại Tung Sơn nha anh em ơi. Phiên bản nội công, đường môn thân pháp, kịch bản đồ xanh thuộc tên Võ Lâm Sơ Tơ Sơ. Và chính thức khai mở vào lúc 7 giờ tối ngày 2 tháng 1. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì sẽ chính thức open. Và tối nay chúng ta sẽ được trải nghiệm nha anh em ơi. Tối nay vào lúc 19 giờ tối nay là ngày 30 tháng 12, thì tối nay chúng ta sẽ được trải nghiệm con server này như thế nào. Và open chính thức sẽ vào ngày 2 tháng 1. Và nói chung thì anh em cũng muốn xem sơ qua thông tin server thì Khải sẽ đợi dưới comment video bên dưới cho anh em xem sơ qua. Và trước mắt đợi chúng ta thử tải game thì anh em hãy truy cập ngay vào trang chủ, đó là trang chủ congthanhchiensua.com, và anh em hãy nhấn vào ngay chữ chơi ngay. Rồi đỡ tải mấy chủ Đại Tung Sơn thì anh em chỉ có thể nhìn trên khu vực này đó. Mấy chủ chúng ta đang muốn tải đây là mấy chủ mới nhất của cụm Võ Lâm Sơ Tơ Sơn, đó là Đại Tung Sơn. Anh em có thể nhấn vào khu vực cài đặt trên hay dưới gì cũng được. Nếu mà ở trên không được thì anh em nhấn bên dưới. Ok, bây giờ Khải sẽ nhấn vào cài đặt cái link Google. Và chúng ta nhấn vào tải xuống. Ok, tiếp tục nhấn tải xuống. Game chúng ta chỉ có 2GB thôi. Ok, và sau khi nhấn tải xuống thì chúng ta sẽ được một cái link tải bên dưới, một cái file bên dưới nó đang chạy anh em ơi. Anh em chờ đợi nó tải xong thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em cách cài đặt game và vào game như thế nào nha anh em ơi. Ok, anh em chờ một chút. Ok anh em, trong thời gian chờ đợi cài đặt file Đại Tung Sơn thì Khải cũng cùng anh em điểm sơ qua cái server Đại Tung Sơn. Ở bên trên thì Khải cũng đã giới thiệu anh em về máy chủ và chính thức khai mở và open test như thế nào ở bên trên. Hiện tại ở bên dưới này Khải sẽ cho anh em biết thêm chi tiết, và Khải sẽ đợi ở dưới video, và anh em nào mà không làm biến xem thì anh em có thể nghe Khải đọc sơ qua. Đại Tung Sơn là một thành tựu mới và là tâm nguyện của team Võ Lâm Sơ Tơ Sơ muốn chia sẻ đến tất cả anh em, và chắc chắn đây sẽ là một bến đỗ và nơi dừng chân để viết tiếp câu chuyện truyền kỳ cho anh em. Và lộ trình game thì rõ ràng giúp người chơi nắm bắt được tiến hành tiến trình của server và viết tiếp câu chuyện thành công chấn động của người đàn anh Đại Giang Sơn. Thì chi phí đầu tư ạc cực kỳ thấp thôi anh em ơi. 4 nhân vật cùng luyện công nuôi một nhân vật và chuẩn nhất hướng về tính game BK, mang lại sự cân bằng tối đa về lối chơi cũng như phong cách và chơi mới, và trải nghiệm cảm giác hoàn toàn khác theo hướng khám phá tối ưu hóa lối chơi và không rập khuôn theo các server trước, và tránh việc game thủ bất bài chơi trội hơn anh em mới gia lập, thì phá vỡ một định kiến cũ và làm cho game mất cái thú vị đi. Thì đối với người chơi mới thì nói chung là game ở trong khu vực này thì không nuôi chim mồi, không can thiệp vào game, đã làm nên thương hiệu làm game đúng lộ trình và chuẩn đậm chất, chắc chắn bảo mật thông tin cho người chơi từ việc nhỏ nhất và giúp anh em thỏa sức trải nghiệm sống thực với con người của mình vào thế giới game. Và nơi đây tồn tại một kịch bản game hoàn thiện đúng với tiêu chuẩn Võ Lâm truyền kỳ 2000 năm nha anh em ơi. Đúng 2005 100% luôn. Trên này ghi 99 thôi mà Khải nghĩ chắc 100% luôn đó. Đưa người chơi phải đi theo lối gần như hoàn toàn nhập vai khi tham gia vào quá trình BK trải nghiệm game. Và nơi đây sẽ tồn tại một kịch bản game nghiên cứu hoàn thiện đúng với Võ Lâm 2005 luôn, không có gì sai cả. Nói chung là trong khu vực này thì bên đội ngũ Adder cũng đã giới thiệu niệm giới thiệu rất là nhiều. Khải thì khi đọc sơ qua những cái tin chính thôi. Anh em cùng xem sơ qua các thông tin như là server đồ xanh này, cây cuốc, hờ mọc thân pháp miễn phí giờ chơi, auto ngồi. Và hiện tại chúng ta sẽ được free auto và free giờ chơi anh em ơi. Có vẻ như là không thu giờ chơi ở server này. Và hoạt động BK chỉ đỡ một ạc cầm tay. Ôi, server này một ạc cầm tay nha em ơi. Chan 4 ạc nhưng mà đặc quyền chỉ duy nhất một ạc cầm tay thôi. BK hoạt động thì chỉ một ạc thôi. Không bán thiên thần lộ, mộc nhân luyện kêu đã thành bí kíp trong kỳ nhận cát đó. Không trang bị siêu nhân, không bốc sát thủ, nền kinh tế in game cân bằng với tiền vạn luôn giữ giá mức cao cho người chơi. Ngoài các hoạt động tiêu chuẩn của Võ Lâm truyền kỳ thì tính năng mới sẽ được triển khai thì theo giai đoạn của server, và tỷ lệ drop đồ xanh hợp lý, ban hội tiêu chuẩn khoảng 6 ngạc trên một bang, có hệ thống auto được viết riêng. Võ Lâm auto 8.0 để đảm bảo nhu cầu chạy giao tỏa và cũng như đi tranh cho quý anh em.
hỗ trợ thêm Auto Võ Lâm Bí Sử 1.9 Free đã được crack và hỗ trợ Auto Kim Yến cho bạn hỏi nếu như đạt đủ tiêu chuẩn và chống hoàn toàn multi login kéo xe liên máy chủ và Auto theo sau. Vì là một server một ạc trên một PC nên chi phí đầu tư vô cùng hợp lý, không có chuyển phái nên là đảm bảo về cao luôn, có giá trị cực cao nha anh em ơi. Hệ thống marketing được đầu tư mới liên tục và quảng cáo rộng rãi nhất mang đến lượng người chơi đông đảo. Các livestream nổi tiếng sẽ theo chân đánh các trận như là Tơ Quy Sơ Gaming, Huyền Thoại Cu Phèo FC. Ok, và anh em bên dưới này có thông tin đua top cực kỳ hấp dẫn, đó là bắt đầu vào ngày 19 giờ ngày 2 tháng 1 thì chúng ta sẽ bắt đầu và kết thúc sẽ vào lúc 6 giờ tối ngày 4 tháng 1, chỉ ở trong vòng 2 ngày đua top thôi. Hạng 1 chúng ta sẽ được 100 kim nguyên bảo tương đương khoảng 10 triệu đồng. Hạng 2 chúng ta sẽ được 50 kim nguyên bảo tương đương với 5 triệu đồng. Và hạng 3 chúng ta sẽ được 30 kim nguyên bảo tương đương với 3 triệu đồng. Và hạng 4 đến 10 chúng ta sẽ được 5 kim nguyên bảo tương đương với 500k Việt Nam đồng. Top 1 môn phái hay top 2 môn phái thì không trùng với top thế giới thì sẽ được top 1 là 5 kim nguyên bảo. Ok. Ok anh em, thì có vẻ như Khả đã tải xong cái game rồi, Khả sẽ chính thức cài đặt game cho anh em xem nha. Anh em xem thì có thể làm theo nha anh em ơi. Ok, đã Khả chuột phải bên dưới và hiển thị trong thư mục. Đó, nó sẽ ra một thư mục khai tải về đây. Đại Tung Sơn, Công Thành Chiến Xưa full. Khả sẽ tạo một cái new folder, tạo game. Coi trong order này còn chỗ chứa không. Order, ok, order Khả còn 373GB. Khả sẽ bỏ game trong order luôn. Khả sẽ tạo một cái new folder, đặt game là Đại Tung. Anh em có thể làm theo nha anh em ơi, Đại Tung Sơn. Ok, chúng ta cùng trở lại với cái mục bên trên đây là file tải về của Khải. Đại Tung Sơn, Công Chiến Xưa, full. Mật khẩu 13456, chúng ta chuột phải, chọn extract hê. Đó. Cái này là chúng ta sẽ cài đặt và giải nén thẳng vào cái mục order luôn. Khải thì không có tải nha anh em ơi. Khải không có giải nén thẳng vào order, Khải sẽ giải nén vào cái new folder. Khải sẽ chọn extract file. Đó, sau khi nó hiện ra khu vực này thì Khải sẽ nhấn vào khu vực game order của Khải. Đây là game online order. Đó, Khải sẽ tìm mục chọn bên này. Đó. Và Khải tìm đến cái new folder Khải vừa đặt tên và vừa tạo xong, đó là Đại Tung Sơn. Anh em thấy không? Khải sẽ chọn nó vào khu vực Đại Tung Sơn và nhấn vào OK. Và sau khi nhấn OK thì chúng ta sẽ hiện lên một cái password ở giải nén file game này. Chúng ta sẽ đánh vào đó là 123456 theo như cái file này hướng dẫn. 123456. Ok, sau bát đúng chưa? 1356, ok. Và sau khi nhấn vào mật khẩu kiểm tra, chúng ta chờ thời gian cài đặt game ra và Khải sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em cách chỉnh game và vào game luôn. Anh em chờ đợi trong giây lát. Ok anh em, sau khi cài đặt xong thì chúng ta cùng vào file cái một thư mục Đại Tung Sơn. Khải đã giải nén xong trong khu vực này. Ok, đã vào khu vực bên trong của máy chủ Đại Tung Sơn. Và trước khi chúng ta vào update game thì chúng ta sẽ làm một số vấn đề như sau để có thể vào game một cách ok nhất. Trước tiên chúng ta tìm cái file VG game. VG game, file này sẽ là file vggame.exe. Anh em chuột phải, chọn vào property và chọn vào cái compatibility layer gì đây. Đó, compatibility layer gì đây, tily gì đây. Chúng ta sẽ chọn vào cái dòng change setting và chúng ta sẽ chọn vào setting và chọn chế độ 16 bit để có thể chơi game nha anh em ơi. 8 bit không cho được nha. Anh em quan trọng lưu ý vấn đề này nha. Chúng ta sẽ chọn vào khu vực 16 bit và chọn run this program and admin set stator là chạy trên quyền admin thì nó mới hoạt động game được. Ok. Apply rồi, ok. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với cái file cái đuôi audio auto update. Chúng ta sẽ vẫn làm tương tự như cái file bên dưới. Property, chọn vào compatibility và tiếp tục chọn vào change setting và tiếp tục là nhấn vào cái phần run this program chạy trên chế độ admin và apply. Ok. Ok. Ok, và bây giờ thì Khải sẽ cho cái biểu tượng game này ra bên ngoài. Đây. Chúng ta sẽ chuột phải send to và nhấn vào desktop thì cái biểu tượng game này nó sẽ nhảy ra màn hình máy tính của chúng ta bên ngoài để chúng ta có thể truy cập vào game một cách đơn giản dễ dàng hơn. Ok. Sau khi chúng ta đã nhấn ra bên ngoài thì Khải sẽ được một cái
auto update như thế này. Đây, nó đây. Đây, Khả sẽ đổi tên thành Đại Tung Sơn. Đây là mấy chú Đại Tung Sơn nha anh em ơi. Rồi, chúng ta cùng vào game. Chúng ta sẽ kích đúp chuột vào game và đỡ nó chạy update. Sau khi chạy update xong thì chúng ta sẽ nhấn vào phần chữ đăng nhập. Thì chúng ta có thể vào game một cách bình thường thôi. Đó. Vào tối nay chúng ta sẽ được test thử nha anh em. Không biết là test được thử được chưa, đỡ Khải tạo ID vào xem thử test được chưa nha anh em ơi. Tại vì là theo như thông báo thì tối nay chúng ta mới thể vào test được. Ok, chúng ta cùng quay lại khu vực trang chủ. Ok, chúng ta thích hiểu âm thanh đã bị tránh bản quyền game. Đây, chúng ta sẽ quay lại khu vực trang chủ. Khả sẽ tạo ID. Đăng ký. Đăng ký thì chúng ta nhấn vào trang web công thành chiến sư .com và nhấn vào mục đăng ký. Anh em chờ trong một chút. Ok anh em, sau khi hiện ra khu vực đăng ký tài khoản thì chúng ta chỉ việc đăng ký bình thường thôi. Cho nên nhập, mình sẽ tạo là Võ Lâm Đại Tung Sơn 1 mật khẩu. Khẩu do anh em tùy chọn thôi. Ok, số điện thoại. Sau khi chúng ta đã điền vào các bước thì chúng ta sẽ nhấn vào đăng ký tài khoản. Và anh em chờ một chút, nó sẽ thành công. Ok anh em, sau khi tạo tài khoản xong thì Khả sẽ vào bên trong anh em xem. Ok, Võ Lâm Đại Tung Sơn game 1. Ok, đã vào được bên trong. Bây giờ Khả sẽ tiến hành đặt tên nhân vật. Tên nhân vật mới ở ba lần. Đặt con Nam Độc Di Khải Gaming 81. Ok. Đây rồi. Trước khi vào được bên trong này thì cũng Khả đã vừa vào được bên trong rồi. Tạo nhân vật xong rồi. Đã khỏi Khải vào lỗ quang hỗ trợ được dây đầy một set nữa. Đại thành bí kíp 9X lỗ quang. Ta đã nhận quà bảo danh. Chỉ có 80. Ôi da, trong này test gơ nha. Nhiều cao thủ quá. Hỗ trợ thân thủ, hỗ trợ lâm cấp chấm 20. À, gia nhập môn phái à. Ok, trước khi gia nhập môn phái thì Khải đi gia nhập Nam Độc à. Độc trốn nào ta? Đúng chí này. Yeah. Cấp 10 à. Ở đây. Trời ơi, ui trời ơi. Ok. Cấp 10, lên cấp 10. Rồi, sau khi lên cấp 10 thì tới gia nhập môn phái thôi. Gia nhập ngũ đạo giáo, ok man. Hỗ trợ lên cấp 120. Khải nhận lên cấp 120 đó. Bật tiếng game lên tí cho nó xôm rôm rã. Đó. Ok, đợi Khải chuyển sang hình nhỏ luôn cho anh em xem nha. Ok, đây là màn hình nhỏ của chúng ta. 120. Đây dạ. Đủ nhiều cấp nha. Lên 950 rồi. 160. 170, 200 rồi. Ok, lên 200. 200 thì không biết được hỗ trợ đồ gì đây. Nút mấy cái này đi. Nâng cấp. Âm phong tiền âm. Nhân tiền vạn đi. Hủy ba cái set này đi. Set này là không còn nào, đợi tới nữa mang luôn set hồng kim môn phái thử có server test này có không đây. Hủy bớt ba cái đồ này, nó có chọc chỗ này mà.
Và bây giờ thì anh em có thể vào test luôn được rồi nha anh em. Khải cứ nghĩ là tối nay nhưng mà hình như là mở sẵn test luôn rồi. Ê dạ, mất được nhiều vậy. Bao tay. Ok. Giờ nhận đồ này. Nhận ngựa à, phi vân, phiên vũ. Phi vân đây, hoang ngựa này. Nhận các trang bị đồ. Ăn ban. Như là đồ xanh thôi. Ok, mình sẽ mang cho một set 5 độc nha anh em. Trang bị đồ xanh, mình sẽ mang một cái đao, vũ khí cận chiến, là phần đao thủy. Tăng sức mạnh rồi, sức mạnh 135 là được rồi. Đao, tìm cái đao tóc 30 bằng sắt. 30 bằng sắt. Thôi đi soi đồ, soi đồ, soi đồ một chút. Ok, tạm thời là cái đao này đi. Rồi, xong. Và tiếp tiếp làm thêm đồ phòng thủ nha anh em. Đồ xanh, áo giáp. Trời áo hỏ nha, đường giáp. Đường giáp hỏ đi. Ok, sức mạnh 26 luôn. Rồi, phục hồi làm chậm. Đó. Quá chậm, quá chậm. Thêm người dơi. Rồi, áo xong. Áo xong, vũ khí xong. Cái đao này không có kháng hỏ nữa, đã kìm cái đao kháng hỏ đi nè. Bình sắc kháng hỏ nó mới đẹp được. Kìm lại cái đao nha. Đại phần đao thủy. Bình sắc tóc 30 kháng hỏ 25. Còn cái kia chón rồi. Bên này anh em vào test sẽ được đồ full nộp nha anh em. Full nộp hoàn toàn. Như anh em thấy, thấy khả năng mở thì anh em thấy nè. Thấy kiếm cây tóc 30 bên sắc kháng hỏa. Đây rồi. Được, không có sát thương. Thời tiết mà không sao, có đó. Đây là tính sâu. Rồi ok. Này là ổn rồi. Đó. Tóc 30 bên sắc 100 kháng hỏa 25 chống 40. Thiếu sát thương 100% nó đẹp. À, cái đó đỡ tí lọc sâu. Bây giờ Khải đang làm video này là Khải lọc sớm cho anh em luôn. À, tiếp tục Khải sẽ mang nón tu la phật kết hỏa thông pháp 110. Ok, kiếm đây phòng thủ chất lượng lộn. Ok, 540 mắt hoàn toàn. Rồi tiếp tục sẽ mang một bao tay. Đây, hỏa. Đây luôn. Rồi. Tiếp tục sẽ mang một cái đai lưng, một cái dây. Cái dây. Dây phòng thủ lắm chậm luôn. Dây. Rồi, có dây này luôn. Tóc 40 sinh động lực, thời gian chậm. Phòng thủ vật lý. Ok, thủ 15 cộng 1. Thường thường mà nếu như anh em muốn đánh với thiên dương và ít nhất phải 75 cộng 2, ta sẽ mua thêm một cái đai lưng họ. Đó, chuẩn bị thêm một đai lưng họ nữa. Đó, phải 75 cộng 3 full đồ như thế này, full phòng thủ này. Đó, một món kháng hỏa như thế này sẽ đánh với thiên vương ba cháy luôn. 15 cộng 3. Thiên vương thiếu lâm thì đánh ba cháy luôn. Tối nay Khải sẽ livestream cho anh em xem test như thế nào nha anh em ơi. Ok, và bây giờ clip hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản, đăng ký account và hướng dẫn cài đặt và vào game test cho anh em xem cũng đến đây cũng đã kết thúc. Cái gì anh em xem, để lại cho Khải một like chia sẻ anh em ơi. Khải tải tỷ lại cho anh em xem nha. Tải tỷ là nhân vật, đây là tiềm năng. Ok, năm độc thì không còn năng súng mạnh nhiều đâu. Tầm này thì năng súng mạnh cũng tầm 200 rồi đấy. Thôi, không còn năng súng mạnh cũng được. Mới sức nóng tay lại đây. Rồi ok, bắt sinh khí. Ok,
Ok, anh em nọc đao như thế này là thiệt là bá đạo luôn nha anh em. Hãy tăng điểm cho anh em xem luôn. Hai trăm cấp thì tầm này thì hỗ trợ qua sau hình mắt luôn là đẹp luôn. Cái này tăng full đam thôi, full đam đao luôn, đánh bắt độc các kiểu luôn, dư điểm chất luôn. Hai sẽ tăng như vào kêu thời gian chống độc. Sau vô hình anh em mà muốn sau vô hình rút độc tốt, anh em nên tăng vào sau hình mát nha anh em, mát sau hình với lại mát bằng tay thì anh em rút độc sẽ cực tốt, di chuyển xung quanh đối phương sẽ cực tốt luôn đó. Hiện tại bây giờ thì là tầm này là mát đường đao, đã tăng mát đường đao nha. Phòng thủ thì anh em tăng thì tăng cũng được, không tăng cũng chả sao, tại vì cái này mình đang thiếu điểm rồi đó. 26 phòng thủ, âm 49 kháng độc đó. Tầm này thì cách bùa đánh khỏi nói luôn nha anh em, ba cái bùa quan trọng đó. Rồi 2 3 4 5, ok, và clip của Khải sẽ tạm dừng ở đây. Anh em đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em nha. Tối nay Khải sẽ rảnh rỗi, nếu mà ok thì Khải sẽ lên livestream test xem và test anh em xem. Và bây giờ thì Khải xin off video anh em ơi. Bye bye anh em.